Các bác thân mến, tiếp tục ở video clip lần này em sẽ giới thiệu và quay cụ thể về hình thức bề ngoài cũng như là về nội thất của chiếc âm ly Acufy E305V. Và sau đó thì em sẽ đi vào test các tính năng hoạt động của chiếc âm ly này để các bác cùng tham khảo, nghiên cứu. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và hiện nay thì các bác có thời gian, các bác có thể đến trực tiếp tại cơ sở của chúng em ở Hà Nội để giao lưu mua sắm các thiết bị audio mà mình yêu thích. Các bác thân mến, khi nói đến các dòng âm ly đến từ các thương hiệu audio đến từ Nhật Bản, đặc biệt là những dòng V và dòng X thì luôn luôn được những người chơi audio rất là yêu thích, đánh giá rất cao về bộ phận âm sắc của những dòng V và dòng X. Và đối với chiếc âm ly Acufy E305V này, đây là dòng âm ly được ra đời năm 1991. Về các thiết kế của nó thì các bác nhìn thấy rất là sang trọng và đẹp mắt. Ở chính giữa thì các bác nhìn thấy nó sử dụng hai cái đồng hồ VU hiển thị cho về trái và về phải. Và khi chúng ta bật điện nguồn lên thì nó sẽ sáng, và khi chúng ta mở tín hiệu nhạc đưa ra loa thì hai cái kim vẩy nó nhún nhảy theo điệu nhạc, nhìn rất là đẹp mắt. Và các bác nhìn thấy ở mặt trước thì nó sử dụng mặt màu vàng chanh, rất là đẹp mắt, sang trọng. Hai bên thì các bác nhìn thấy một bên là input selector chọn các đường kết nối tín hiệu đi vào, và một bên là volume chỉnh âm lượng to nhỏ. Và các bác thấy chữ Acufy đấy, E305V. Các bác thấy đây là nút công tắc nguồn, và các bác có thể ấn mở cái lẫy này ra để chúng ta có thể điều chỉnh các tính năng ở phía dưới này. Đấy. Và khi các bác điều chỉnh xong thì các bác có thể đậy vào. Rất là gọn gàng và đẹp mắt. Hai bên thì các bác nhìn thấy nó sử dụng hai cái má gỗ, nhìn rất là sang. Các bác nhìn thấy đây là má gỗ ở phía bên sườn này. Đấy. Em sẽ quay tổng quan một vòng nhé. Đây là tổng thể ở phía sau. Và đối với dòng này thì các bác nhìn thấy nó sử dụng đánh hai cầu AB và A cộng B. Nó có giải trở kháng từ 4 đến 16 ohm, mà khi chúng ta đánh A cộng B, tức là hai cặp loa cùng một lúc, thì sẽ có trở kháng từ 8 đến 16 ohm, một giải trở kháng rất là tuyệt vời. Và đối với chiếc âm ly này thì các bác nhìn thấy nó có công suất tiêu thụ điện là 310W và chạy nguồn điện 100V. Các bác nhìn thấy đây là các cổng nhận tín hiệu đi vào, cổng CD, tuner, line 1, line 2, line 3, rồi là thép 1, thép 2. Và các bác nhìn thấy nó trang bị cho chúng ta vừa có thể làm pau và vừa có thể làm rè, tùy theo cái sở thích của các bác để các bác có thể khai thác nhé. Và ở phía dưới này thì các bác nhìn thấy đây là các cổng nhận tín hiệu đi vào bằng đường 3 chân. Như vậy thì các bác thấy rất là rõ, đối với dòng E305V này thì hãng đã trang bị cho chúng ta ngoài việc nhận tín hiệu bằng đường bông sen thì các bác có thể nhận tín hiệu bằng đường 3 chân. Việc sử dụng nhận tín hiệu bằng đường 3 chân này thì nó sẽ chống nhiễu rất là tốt. Các bác thấy rất là cụ thể đây. Đấy. Và các bác nhìn thấy những cái chân bông sen này này còn rất là đẹp, hay là những cái chân đầu ba chân này này, các bác nhìn thấy đây vẫn còn óng ánh, nhìn rất là mê ly. Đây là những cái ổ điện để cấp sang cho các thiết bị khác. Các bác có thể sử dụng những chiếc đầu CD thì các bác có thể cắm luôn vào đây. Đấy. Và các bác lưu ý nhé, khi chúng ta cắm điện 100V thì nó sẽ cấp ra nguồn điện 100V. Đây là phía bên sườn bên này, các bác nhìn thấy rất là tuyệt vời rồi. Mà gỗ sơn bóng piano rất là sang trọng và đẹp mắt. Đây là phía trên nóc. Ở phía trên nóc của nó thì các bác nhìn thấy nó được bố trí những cái ô thoáng như thế này để làm thoáng mát các linh kiện điện tử của nó ở phía bên trong. Và đối với dòng này thì nó sử dụng tăng phô nguồn tròn và sử dụng tụ lọc rất là to. Và lát nữa thì em sẽ mở nắp ra để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về nội thất của nó ở phía bên trong được rõ ràng hơn. Và chiếc âm ly này thì em cũng sẽ nói qua cái kích thước của nó để các bác có thể nắm được nhé. Chiếc âm ly này nó có chiều ngang và khoảng 47,5cm tính cả má gỗ các bác nhé. Và chiều sâu của nó vào khoảng gần 42cm, chính xác nó là 41,8cm, và chiều cao của nó là 17cm. Và chiếc âm ly này có trọng lượng vào khoảng gần 23kg. Như vậy thì các bác thấy đó là tổng thể về kích thước cũng như là về cái trọng lượng của chiếc âm ly này. Và đối với dòng này thì nó có công suất thổi ra loa, đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm là 130W trên một kênh. Còn đối với những dòng loa có trở kháng là 4 ohm là 180W trên một kênh. Như vậy thì các bác thấy công suất thổi thực sự ra loa của nó rất là lớn. Cho nên thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Đặc biệt là những dòng loa công suất lớn, những dòng loa bass 30, 40 nó đánh rất là đơn giản. Và như vậy thì các bác thấy thì em cũng đã quay tổng thể về hình thức bề ngoài của chiếc âm ly này rồi. Các bác cũng có thể tự cảm nhận đánh giá về tình trạng của chiếc âm ly này. Và ngay sau đây các bác chờ đợi em một lát thì em sẽ tháo ốc của nó ra để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về nội thất của nó ở phía bên trong. Sau khi tháo bỏ ốc và nhấc bỏ nắp vỏ của nó ra ngoài thì các bác thấy được đây là toàn bộ nội thất của chiếc âm ly Acufy E305V. Về cách thiết kế nội thất của nó ở phía bên trong thì các bác nhìn thấy nó được thiết kế một cái tăng phô nguồn hình tròn được bố trí nằm ở gần chính giữa. Và các bác nhìn thấy trên cái tăng phô nguồn này chữ của nó rất là rõ nét Acufy.
các chỉ số của nó rất là cụ thể. Và đây là hai tụ. Tụ của nó lên tới là 71V và 33.000 UF. Bên này là hệ thống thanh tản nhiệt, các bác thấy rất là rõ này. Đây là main công suất. Và đối với chiếc âm ly này nó sử dụng là 12 sò MOSFET. Trong khi đó thì sử dụng 6 xanh và 6 đen. Đây là phía bên sườn đây, các bác thấy đây. Còn rất là đẹp. Trên cái mép khung ở phía sau này, các bác nhìn thấy nó chưa bị rôm, chưa bị bong, chưa bị nổ, chưa bị rộp tí nào. Đấy, các bác nhìn thấy đây. Các bác thấy với nội thất của chiếc âm ly này thì rất là tuyệt vời rồi. Đấy. Bên cửa hàng của chúng em luôn cam kết bao zin và bảo hành cho các bác đầy đủ, cho nên thì các bác cứ yên tâm thôi. Và các bác thấy dây jack thì em cũng đã đầu nối sẵn rồi. Và sau đây thì em sẽ đi vào test các tính năng hoạt động của chiếc âm ly này để các bác thấy được nó hoạt động rất là hoàn hảo nhé. Và bộ đôi kết hợp với chiếc âm ly này để thử thì các bác nhìn thấy em mượn tạm nguồn phát, đó là chiếc đầu CD Denon S10 ba la mã. Đây là mẫu đầu 2-trong-1, vừa chạy CD, ngoài ra có tính năng giải mã DAC. Chiếc đầu này thì có mức giá là dưới 20. Sản phẩm thứ hai thì các bác nhìn thấy đây là một cặp loa đến từ thương hiệu Tannoy của Anh Quốc. Cặp loa rất là nổi tiếng, đó là dòng loa Tannoy Citylink TWW. Đây là cặp loa có rất nhiều những cái ưu điểm. Thứ nhất thì các bác nhìn thấy nó trùng đôi trùng cặp này, và các vân loa các bác thấy nó được thiết kế trùng nhau, lại giống nhau. Và cặp loa này thì tem cờ còn này, rồi là chân đế còn. Cặp loa này có mức giá là trên 60. Đây là cặp loa thì các bác thấy rất là nên chơi và đáng chơi. Và đặc biệt nó có giá trị trưng bày. Xin lỗi các bác, có giá trị trưng bày sưu tầm rất là cao. Và sau đây em sẽ bật điện nguồn lên để test chiếc âm ly Akufei E305 này. Các bác thấy hai cái đồng hồ VU này nhún nhảy thế, điệu nhạc nhìn rất là đẹp mắt nhá. Vừa chơi vừa ngắm nhìn nhìn rất là đã mắt. Đây là chỉnh bát này. Với dòng nhạc acoustic thì các bác nghe thấy lời nó rất là mạnh. Đấy. Đây là ba lăng. Anh còn nợ em. Con tim bối rối. Con tim bối rối. Anh còn nợ em. Các bác nhìn thấy đây là subsonic này. Và lâu lớn này. Sập bánh cơ. Các bác thấy các tính năng của nó hoạt động rất là ok. Khi nào các bác chỉnh xong thì các bác lại đẩy nó vào. Đấy, rất đẹp. Các bác có điều kiện sử dụng cho mình chiếc âm ly này cũng như kết hợp với những cầm và loa Tannoy Citylink TWW này thì các bác thấy một bộ cấu hình rất là tuyệt vời. Và nguồn phát đó là chiếc đầu CD Denon S10 ba la mã nữa. Đây là bộ cấu hình các bác thấy vừa chơi vừa trưng bày sưu tầm rất là cao. Anh còn nợ em. Công viên ghế đá. Công viên ghế đá. Lá đổ chiều em. Các bác thấy cặp loa Tannoy Citylink TWW này thì với tình trạng của nó thì các bác thấy miễn chê. Các bác thấy đối với dòng Citylink này hiện nay trên thị trường có rất nhiều shop bán. Tuy nhiên để kiếm được cặp loa nó đẹp điểm 10 như thế này thì các bác thấy hầu như là không có các bác nhé. Đây là cặp loa trùng vân tứ bề, trùng đôi trùng cặp này, rồi là tem cờ này, chân đế này còn nguyên. Đấy. Có giá trị vừa chơi vừa trưng bày sưu tầm rất là cao. Các bác thấy màu loa của nó rất là sáng, đẹp, vân đồng đều nhau. Chất âm của dòng này thì các bác khỏi bàn rồi, miễn chê. Vội vàng nắng trôi quá dèm. Anh còn nợ em. Còn tìm. Như vậy thì các bác thấy rồi. Em cũng đã quay cụ thể về hình thức bề ngoài cũng như là nội thất của chiếc âm ly Akufei E305V rồi. Và em cũng đã test các tính năng của nó thì các bác thấy hoạt động rất là hoàn hảo. Chất âm của những dòng V và dòng X thì bao giờ đem đến âm thanh rất là mượt mà. Cho nên thì những người chơi audio rất là yêu thích những dòng V và dòng X.
Và chiếc ly này thì nay trên thị trường thì các bác thấy tùy vào thời điểm và tùy theo từng shop. Con shop bán thì 57, 58 có những thời điểm lên tới tận 60 cơ. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại bên cửa hàng của chúng em để cho các bác với mức giá là 56 triệu đồng. Với tình trạng của nó thì em cũng đã quay rất là cụ thể chi tiết rồi. Các bác cũng đã nắm được về hình thức, bề ngoài cũng như là nội thất và tính năng của nó hoạt động rất là hoàn hảo. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Và cuối cùng thì các bác nhớ các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác cứ alo cho bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Rất hân hạnh được phục vụ các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc. Trước khi kết thúc video clip này thì cho em gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của Cương Audio trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn các bác. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe.